Thưa quý vị khán giả của Người Việt TV, hôm nay chúng tôi được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một gương mặt nổi tiếng của trong giới ca nghệ sĩ, xuất hiện từ Vân Sơn với vai hài, rồi làm ca sĩ hát, rồi bây giờ làm sứ ngôn viên và làm người host một cái chương trình về phỏng vấn nghệ sĩ của đài TV lớn ở tại Orange County. Người đó không ai khác hơn là Giảng Ngọc, và ngày hôm nay chúng tôi được hân hạnh mời Giảng Ngọc để lên đây tiếp chuyện với lại quý vị khán giả của Người Việt TV. Xin chào Giảng Ngọc. Giảng Ngọc trước tiên xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Người Việt TV, và đặc biệt là rất là hân hạnh được gặp anh Đức Tuấn. Thưa quý vị, Giảng Ngọc đã có rất nhiều những cái chương trình tâm tình cùng với các anh chị em nghệ sĩ, nhưng mà hôm nay đặc biệt là anh Tuấn lại là cái người phỏng vấn Giáng Ngọc. Nhưng mà anh Tuấn với Giáng Ngọc cũng là một người anh em, phải nói là có rất nhiều những cảm tình và thân quen với nhau khá lâu rồi. Cái này là mình giống như là lúc trước em phỏng vấn anh, bây giờ anh quay trở lại. Trở lại không anh? Lúc này nghe nói Ngọc có tin vui, có thể chia sẻ với lại khán giả của Người Việt TV không? Nếu mà nói tin vui thì lúc nào Giáng Ngọc cũng cảm thấy là mình có những cái tin vui. Trong đời sống thì không tránh khỏi được những cái khó khăn, nhưng mà thật sự ra đó là cái thử thách cho cuộc đời của mình. Và mỗi lần như vậy thì Giáng Ngọc vẫn nói với lòng mình là mình phải ráng cố gắng để vượt qua. Bởi vì nếu mà mình té xuống thì sẽ không có ai đỡ mình lên ngoại trừ bản thân mình. Thành ra đối với công việc thì cũng như quý vị biết là Giáng Ngọc cũng đã trong nghề cũng 20 mấy năm, cũng như anh Tuấn biết. Và không phải công việc nào nó cũng dễ dàng. Mình cũng phải bon chen với cuộc đời, cũng phải cố gắng vươn lên, cũng phải học tập rất là nhiều thì mình mới có được cái chỗ đứng. Thì chính ngay khán giả cũng vậy. Thì Giáng Ngọc cũng hy vọng là khán giả cũng chia sẻ với điều đó. Và khi mà nói tới những cái tin vui thì Giáng Ngọc vẫn cố gắng để tạo cho mình những cái gì mới lạ trong đời sống. Chẳng hạn như là công việc thì anh Tuấn cũng biết là em, giống như nãy anh giới thiệu đó, là Giáng Ngọc đã trải qua rất nhiều những cái công việc khác nhau trong cái vấn đề nghệ thuật. Khi mà mới bắt đầu đi hát thì Giáng Ngọc bước vào trong ca hát, bởi vì ba Giáng Ngọc là nhạc sĩ Tùng Giang. Thì Giáng Ngọc đã hát từ khi ở trong trường thì rất là nhỏ, nhưng mà không có điều kiện nhiều. Đến lúc sang đây là năm 15 tuổi, thì năm đó là năm 84, thì sau 1-2 năm thì bắt đầu chính thức đi hát. Thì vũ trường đầu tiên là lúc đó là Uptight ở trên LA. Thì bắt đầu bước vào nghề thì ca hát khoảng một thời gian. Sau đó thì Giáng Ngọc bắt đầu bước vào trong kịch nghệ, tức là cộng tác chung với Trung tâm Vân Sơn để có những cái vở kịch. Nhưng mà thưa với anh là ngay từ đầu thì Giáng Ngọc cũng không hẳn là bước vào kịch hài, mà Giáng Ngọc lúc đó làm như ca vũ nhà kịch, tức là vừa có hài vừa có ca hát. Cho nó lạ một chút xíu thì lúc đó hát dân ca, rồi cũng có những cái vai diễn. Tiếp theo thì bắt đầu chuyển qua một vài cái vở kịch hài chính, tức là vở kịch. Thì lúc đó cũng được khán giả biết đến và thương mến rất là nhiều trong những cái vở kịch này. Một trong những vở kịch mà khán giả nhắc tới nhiều nhất khi mà Giáng Ngọc đi đâu đó, đó là Tư Lâm với Ba Ruộng. Thì đó là cái mà khán giả thích nhất. Rồi sau đó rồi thì bắt đầu cộng tác chung với lại đài truyền hình SPTN và có những cái chương trình interview ca sĩ. Thì đến đây đã là 10 năm rồi đó anh. Em chưa bao giờ em nghĩ em làm một cái công việc TV mà đến 10 năm lâu như vậy. Thì hầu như là ngày nào cũng có những cái chương trình tâm tình ca sĩ, nghệ sĩ đến với khán giả ở khắp mọi nơi. Rồi tới giờ phút này thì Văn Ngọc vẫn tiếp tục công việc đó, nhưng mà có một cái mới nữa trong năm nay mà hy vọng là khán giả sẽ thương mến và ủng hộ thêm cho Văn Ngọc, đó là Văn Ngọc cũng có một cái business mới. Văn Ngọc có một cái website được gọi là Giáng Ngọc Club. Giáng Ngọc thì tên Giáng Ngọc quý vị đã biết rồi, cộng thêm với chữ club là CLUP.com. Thì quý vị có thể vào đó thì có rất nhiều những cái mặt hàng phục vụ cho đời sống quý vị. Thì Giáng Ngọc tin chắc là hy vọng là quý vị sẽ yêu thích và đến ủng hộ cho Giáng Ngọc với cái Giáng Ngọc Club.com này. Vậy khán giả cứ nói chứ wow, cái tóc Giáng Ngọc sao mà mướt mà bóng quá. Thưa quý vị, Giáng Ngọc có một cái bí quyết là khi mà mình take a shower, tức là mình gội đầu xong á, thì mình không bao giờ mình xé tóc. Tức mình để cho tóc khô giống như Việt Nam mình mà mình nói là hông tóc trong gió vậy đó quý vị. Để cho nó khô thì nó sẽ không bị sấy mấy cái máy sấy nóng làm cháy tóc. Rồi thứ hai nữa là Giáng Ngọc giống như là mình cũng kỹ, mình shampoo thì mình không có dùng những cái loại shampoo mà nó có nhiều chất chemical nhiều, thì nó cũng làm cho mình ít rụng tóc. Rồi bên cạnh đó thì Giáng Ngọc cũng có một cái sản phẩm, đó là thuốc bổ tóc. Thì cái thuốc bổ tóc này được gọi là Beautiful Hair Excellent. Thì cái loại này nó cũng có bán trong giáng ngọc club.com.
thì mình uống vô thì nó cũng sẽ mọc tóc và giữ không rụng, ngoài ra nó không làm bạc tóc. Nói tới điều này thì Dân Ngọc nghĩ là hai người ở trong chương trình ngày hôm nay đang cần đó là cái anh quay hình mà anh Tuấn tóc là rụng hết rồi, không biết uống có mọc lên không nhưng mà hy vọng là không mọc lên, nhưng mà ít ra không giữ không bị rụng hết. Có nhiều cô chú tới rồi lấy tay rờ lên tóc như này nói chứ ô con ơi tóc thiệt hay tóc giả. Bởi vậy cho nên thưa quý vị là Dân Ngọc không bao giờ dám đổi tóc giả, tại vì nó đổi tóc giả là mình mất công, mình bị mang tiếng là mình đổi tóc giả, thành ra đi ra các bác cứ rờ tóc là biết ngay tóc thiệt. Nhưng mà tóc Dân Ngọc thì thật sự ra cũng không có nhiều, rất là ít cái sợi tóc nó. Cái vấn đề văn nghệ mình đi tới đâu rồi? Văn nghệ thì nói chung là Dân Ngọc cũng được khán giả ủng hộ rất là nhiều trong những cái chuyến em đi show ở Ngọc, các Ngọc mọi đi nơi. Show nhiều lắm phải không? Đi cho các chương trình ở các nơi rất là nhiều. Nhất là sau này thì em làm những cái chương trình từ thiện cũng khá nhiều, giúp cho các trẻ mồ côi, cho các ngôi chùa hoặc là các nhà thờ thì Dân Ngọc cũng đi khắp mọi nơi để giúp. Đối với em thì em nghĩ cái nghệ thuật đó là một chuyện, nhưng mà cái nghệ thuật đương nhiên nó cũng là một cái hình thức là mang niềm vui đến cho mọi người. Thì ngoài cái vấn đề mang niềm vui trong những cái show gì ở các đại nhạc hội thì cái đó là chính thức là mình mang niềm vui đến, nhưng mà bên cạnh niềm vui đó thì mình cũng muốn chia sẻ chút xíu, nếu mà mình làm được cái gì mà có ích lợi thì Dân Ngọc nghĩ cái đó cũng là một trong những cái điều mà mình cảm thấy mình vui khi mà mình thực hiện được. Chẳng hạn như chương trình gây quỹ cho các em thiếu nhi thì Dân Ngọc cũng ráng cố gắng để mình coi như là ủng hộ được đến lúc nào mình ráng ủng hộ và mình cố hết sức. Bởi vì thật sự ra bất cứ cái nghề nghiệp nào mà mình muốn sống mà lâu dài thì em vẫn nghĩ là cái tâm vẫn là cái quan trọng nhất, tức là cái trái tim của mình. Khi mình bào vào cái công việc mà mình yêu nghề, mình ráng cố gắng, mình dùng hết sức, được hay không được thì cái điều đó cũng là do ý trời, phải không anh? Tức là cái chương trình thành công hay không cũng là do ý trời, nhưng mà nếu mà mình có cố gắng thì mình cũng vẫn cảm thấy an tâm hơn. Cái nhóm ma nữ đa tình của Ngọc sao rồi ta? Nhóm ma nữ đa tình thì các anh chị em ngày xưa thì chắc anh Tuấn cũng biết là thời khởi đầu thì có Giáng Ngọc nè, có Thúy Vi, Ngọc Anh, có Gia Gia Minh Thảo, có Linda Trang Đài. Đó là nhóm năm cô ma nữ đa tình đầu tiên. Lúc đó thì hát và công tác chung với lại Hollywood Night. Bây giờ thì nhìn lại những cái người ca sĩ đó thì chỉ còn có Linda Giáng Ngọc. Linda. Dạ, Linda vẫn còn đi hát, Linda vẫn còn Ngọc đi Anh hát. Biến rồi. Ngọc Anh thì hoàn toàn không còn trong nghề nữa. Ngọc Thúy Vi thì bây giờ cộng tác chung cũng viết script cho TV rồi cũng có một cái chương trình trên SBTN. Thì Giáng Ngọc cũng lâu lâu gặp chị Thúy Vi. Gia Gia Minh Thảo thì cũng không còn đi hát nữa. Cái này Ngọc còn hát không? Em vẫn hát. Em đi show các tiểu bang xa thì Dân Ngọc cũng hát rất là nhiều. Bài hát nào mà người ta nhớ tới Ngọc ta? Nói chung là Ngầu ơi dí dầu phải không? Em hát bài đó coi như anh còn ngủ luôn. Nói chung thì Dân Ngọc đi thì Dân Ngọc hát nhiều loại nhạc lắm. Hát cho những chương trình từ thiện thì mình cũng có những cái thể loại nhạc theo cái kiểu hướng đó. Rồi dạ vũ thì Dân Ngọc vẫn hát đàn ngày xưa sở trường của em là New Wave mà anh hát nhạc trẻ. Thành ra Dân Ngọc vẫn techno, vẫn hát nhạc tour cho quý vị khiêu vũ. Tại vì lúc mà khởi đầu thì Dân Ngọc cộng tác với các vũ trường cũng hầu như cả mấy năm đầu tiên. Thành ra nhạc tour em cũng hát được rất là nhiều. Kính thưa quý vị, cô bé này có rất là nhiều tài. Cô còn là chủ biên của một tờ tạp chí. Dạ, ngày xưa thôi, bây giờ thì hết rồi. Nhưng mà ngay từ khi bước vào trong cái nghệ thuật đó, thì có lẽ là em dính vào nghề báo trước tiên. Tại vì hồi lúc đó Dân Ngọc còn nhớ Dân Ngọc cộng tác chung với lại nhà báo Nguyễn Long á. Anh kênh còn nhớ chú Nguyễn Long có một tờ báo Điện Ảnh thời năm 85-86. Lúc đó thì Dân Ngọc vừa mới qua Mỹ thôi, thì vì buồn nhớ không phải nhớ gia đình thì Dân Ngọc qua đây hết rồi, nhưng mà phải nói là nhớ bạn bè, nhớ trường lớp. Thành ra Dân Ngọc ở nhà không biết làm gì thì vừa đi học thì có những cái lúc mà như vậy thì ban đêm thì Dân Ngọc viết bài. Nhưng mà lúc đó thì chú Nguyễn Long có dành cho Dân Ngọc 2 trang trong cái tờ báo Điện Ảnh, là cái tựa đề của nó là 17 tuổi 17. Thì hầu như những cái trang báo đó Dân Ngọc đều viết về trường lớp, về kỷ niệm, về những bài thơ, về học trò nhiều. Cái tờ báo mà anh nhắc với em, của tờ báo của em đó là tên gì? Quên rồi. Ồ, cái đó thì lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ Dân Ngọc bỏ. 2 năm rồi phải không? 2 năm rồi. Tại vì thiệt ra thì làm báo anh biết mà khó khăn lắm chứ không phải là dễ.
mà nhất là một cái tờ báo mà mình làm là một cái magazine chứ không phải là mở tờ báo bình thường. Thành ra đối với Giang Ngọc là chỉ cho vui thôi, chứ còn nếu mà để mà mình phải làm cái nghề của mình thì nó hơi khó, tại vì hồi xưa thì cũng có một người nhờ, thành ra Giang Ngọc làm vậy thôi. Thì ngoài TV rồi sân khấu điện ảnh, làm gì bạn làm gì? Em mà xa thì shopping em đâu sướng giống vậy. Em không có sướng giống như là anh Đức Tuấn đang nghĩ. Thưa quý vị, phải nói là Giang Ngọc bận rộn cả ngày. Giang Ngọc nấu ăn, rất là thích nấu ăn. Em có một cái talk show mỗi ngày ở trên radio. Cái đó cũng không phải là talk show, cái đó là một trong những cái dịch vụ thương mại. Thì Giang Ngọc đã làm cũng hơn 10 năm nay rồi. Thì mỗi sáng như vậy thì Giang Ngọc vẫn có nhiều giả. Dạ, cái market thì có nhiều khán giả cũng gọi vào rồi hỏi món ăn. Thì Giang Ngọc cũng biết cái gì thì chỉ cái đó, rồi cũng học tập thêm một số các món ăn của các cô chú chỉ lại. Thành ra Giang Ngọc chỉ cho các cô chú ở trên radio về những cái món ăn buổi sáng. Nhưng mà Giang Ngọc nấu rất là giỏi, tại vì gia đình của Giang Ngọc là bố Giang Ngọc là người Nha Trang, nhưng mà Giang Ngọc ở với lại bà ngoại từ nhỏ, mà bà ngoại Giang Ngọc lại là Bắc Kỳ, 100% di cư năm tư. Thành ra thường thường đó, chắc là khán giả cũng đồng ý với Giang Ngọc là gia đình người Bắc đó, khó lắm chứ không phải là dễ. Con cái phải huấn luyện ngay từ nhỏ, ngày xưa mà ngồi vô bàn ăn đó, thì không bao giờ được cầm đũa trước, tức là phải là người lớn ăn trước. Mà mình ăn là mình phải mời hết cả nhà, lúc đó mình mới ăn. Rồi trong gia đình thì Giang Ngọc lại có tất cả là năm anh em, thì Giang Ngọc là chị lớn nhất. Thành ra Giáng Ngọc đã biết lo cho gia đình nấu cơm, nấu nước, rồi giặt quần, giặt áo cho các em từ khi Giáng Ngọc mới khoảng chừng 13 tuổi là Giáng Ngọc đã làm được rất là nhiều thứ. Bà ngoại Giáng Ngọc là một người rất là khó, cho Giáng Ngọc học đan, tại bà ngoại biết đan, học móc, thêu, thùa. Hồi ở Việt Nam Giáng Ngọc còn có một cái nghề nữa là làm hoa vải, hoa giấy đó anh. Thì Giáng Ngọc biết làm những cái đó rất là nhiều, từ vì cũng thuộc lại giống như là khéo tay đó anh. Em vẽ, công em học hẳn. Em học cũng hai năm liền học art course, thì em cũng lấy những cái lớp về hội họa nữa, em thích mấy cái đó lắm. Rồi nấu ăn, hồi xưa mà nấu ăn mà hư một cái là bị bà ngoại la liền, tại vì ngoại nói là con mà không có biết mấy cái thứ này đó, sau này lấy chồng thì cha mẹ chồng sẽ chửi bố mẹ là không biết dạy con. Thành ra sau này thì khi mà qua đây lớn lên rồi thì đời sống nó có khác nhiều, phải không quý vị? Rồi qua bên này thì em Giáng Ngọc là cô em gái út là Yến Mai, cũng là ca sĩ trong Mân Sơn hồi xưa. Thì Yến Mai là út hết trong gia đình, thành ra không bao giờ biết nấu ăn cái gì hết á. Thì ngược lại số lại rất là sướng. Thành ra em cứ gặp bà ngoại em là cứ nói tại bà ngoại đó mà bây giờ rốt của con khổ hơn em con. Cái gì phải làm, mình biết thì cái gì mình cũng phải làm, còn nếu không biết thì thưa quý vị, cái gì người ta cũng làm cho mình. Thành ra thôi thì cứ tùy đàn bà, thì nói chung là tự nhiên có gia đình rồi thì cũng sẽ biết nhiều thứ thôi. Nhưng mà anh Tuấn có nấu ăn được không? Anh nấu ăn thì được lắm, nhưng mà ăn được hay không chuyện đó chuyện tính khác. Nói vậy đi, từ vì trước giờ chưa bao giờ Tuấn nấu ăn, phải thử vậy bữa nào anh phải làm món cho em ăn mới được. Hoạt động sắp tới của Ngọc như thế nào trong lĩnh vực? Hoạt động sắp tới thì Giáng Ngọc vẫn có những cái project, chẳng hạn như Giáng Ngọc cũng đi show rất là nhiều ở các nơi. Sắp tới đây thì cũng có những cái video chẳng hạn như là quay cho Ngọc Huyền. Nghe nói Ngọc sắp sửa làm live show 50 năm phải không? Em á. Anh Tuấn này ác ghê, cái câu này là anh Tuấn trả thù với Ngọc đó quý vị. 50 năm thì chưa tới, tại vì bây giờ thấy ai làm show, em ai làm live show không 50 năm hết á. Một ngày nào đó nếu mà em làm được cái live show 50 năm thì cái người đầu tiên em mời sẽ là anh Tuấn, tại vì nhờ cái câu nói của anh Tuấn biết đâu chừng em được ở gần đến khán giả tới 50 năm thì sao, phải không anh? Đâu phải mà muốn làm nghệ thuật mà tới 50 năm thì dễ đâu, chỉ ước gì được còn khán giả thương mến cho tới 50 năm. Ước gì cũng bây giờ mới có hai mấy năm. Là tại đã thấy kinh hai mấy rồi. Năm mà đi giờ chân đã muốn run rồi. Yeah. Anh trời, thưa quý vị, đâu phải dễ đâu. Thành ra bây giờ thì Giáng Ngọc với lại cũng có một số nơi thì Giáng Ngọc cũng ráng cố gắng để làm cái CD thêm, rồi ráng push cho cái business của mình được thành công. Trong đó có hai cái sản phẩm mà Giáng Ngọc hy vọng mà quý vị thương mến, đó là cái mà Beauty Hair Excellent cũng như cái Amazing Body Slim, đó là cái mà làm cho ốm. Thì nếu mà anh muốn đây á thì có thể thử cái này rất là tốt. Khác đẹp lâu lâu mình nhiều khi mình
nhiều khi mình đi ăn một ngày mình lên 2-3 pound mà mình muốn xuống 2-3 pound, quý vị không cần uống nguyên một chai hết nguyên một tháng, mình chỉ cần lâu lâu cái mình muốn xuống vài pound cái mình uống 1-2 viên vài ngày thôi anh là thấy xuống thấy rõ luôn. Cảm ơn khán giả đã dành thời gian để nghe anh em chúng tôi nói chuyện. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều đã cho Giảng Ngọc có cơ hội được lên đây gặp gỡ tất cả quý vị khán giả của Người Việt TV, và cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã thương mến Giảng Ngọc trong suốt những thời gian vừa qua. Giảng Ngọc chỉ mong mỏi là quý vị đã thương thì thương hoài hoài. Dạ, giống như anh nói là nếu mà được 50 năm thì càng tốt thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó thì cũng hy vọng quý vị ủng hộ cho những cái products của Giang Ngọc trong cái website là giangngocclub.com. Giang Ngọc chỉ mời quý vị mình vô một lần để xem qua, nếu quý vị cảm thấy thích thì có thể thử dùm cho Giang Ngọc. Mỗi người chỉ thử một lần thôi là Giang Ngọc cũng cảm thấy vui rồi, để cho Giang Ngọc có cơ hội. Cảm ơn quý vị một lần nữa rất là nhiều, và mọi chi tiết xin quý vị hãy vào cái trang mạng là giangngocclub.com, hoặc quý vị có thể gọi vào cái số phone để biết thêm những cái chi tiết, đó là 888-292-1118, 888-292-1118. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều hạnh phúc và niềm vui.